đến cái lễ nhập học cái đẹp lắm nhỉ. Đúng rồi. Đông lắm. Lúc đấy hoa nở đẹp lắm. Nhưng mà tới đây nụ to lắm rồi. Chỉ cần độ khoảng 3-4 ngày nữa thôi. Kéo tuần nữa mang cài rồi. Đúng rồi đấy, 3-4 ngày nữa là nó nở. Cái ngày nhập học chắc nó rụng mất hết. Nở bung hết. Đúng rồi. Ngày nhập học nó nở hết luôn đấy. Hôm đấy anh có đi không? Có đúng không? Có. Cùng hết rồi. Có, đi hết luôn. Hôm 4 nhập học đấy. Ngọc đợt này biết nó học trường học ngành nào bên này không nhé? Thì cũng vào Sogo luôn. Chắc là đúng rồi đấy, nhưng mà không biết có học cũng có môn học cùng ấy. Tùy theo đăng ký môn đấy, học cũng giống như tín chỉ Việt Nam ấy mà. Thì cậu sang đây học tiếng ổn không, được tiếng thì dễ không? Hai đứa xa phở, nghe nói thế mà đứa học trường Tokyo Fukushi, anh Tokyo Fukushi ấy. À Fukushi biết là biết này chuyện này. Trường này lâu lắm rồi, thành lập cách đây 52 năm. Tôi nghĩ là mấy bạn nhỏ, để ngồi chơi thì tôi phải đổi mới. Ngỗ cũ của bạn gì chiều ra ngoài hút thuốc thôi mà, ngồi giải trí hút thuốc. Giải trí hút thì mới. Vừa rồi em tham gia lễ tốt nghiệp đấy. Chị chị. Em tham gia lễ tốt nghiệp tới một số học sinh của cái trường này nó còn có cơ sở khác nữa đó, không phải mỗi địa chỉ đây. Đây là tổng ở đây à? Tổng hết luôn là 86.000 86.000 mà lẻ mấy sinh lẻ sáu hay sao á, là sinh viên tham gia học 86.000 lượt. Đây thấy hoa này phải nói đẹp thật, cực đẹp luôn, em quay hình ghi hình quá đẹp luôn. Ngồi quá mà. Đẹp thật. Lần đầu nhìn thấy hoa này luôn. Nhưng chứ em không để ý lắm. Em học đấy cũng được 1 năm rồi. Học xong khóa BK em mới đăng ký học đấy. Nó đẹp thật, lên hình đẹp lắm. Ủa anh làm ở Sakado rồi. À, làm ở chỗ ga khác, Shinri. Lên lưng cao cứ xem một giờ nó cũng so ra vậy, là cũng so với công việc khác cũng cao hơn một chút thôi, nhưng mà ở đó là một xem một giờ là từ lâu lắm rồi, từ cách đây nghe nói 2-3 năm là đã một xem một giờ, có khi mấy việc khác là 850-900, cao là 900, còn không quá là cũng hiếm có nơi 950 là cao, nhưng mà ở đó cứ xem một xem là không có kèn á. Ý là thông qua kèn nha. Anh làm sưởng à? Đúng rồi. Làm sưởng có kèn nó cao hơn. Nhưng mà tiền đi lại kia khác. Đúng rồi. Kèn thì kèn đấy nó cũng mấy là kèn của Trung Quốc, nó được nó của người Trung Quốc á. Và sưởng đấy ra nó lại làm toàn là mì á. Mì là của 7E. Của Comini. À đúng rồi. Như dưới bên em nó bảo nó hay xong Kanagawa làm ấy. Cho nó kèm lặng cũng vậy. Hôm bữa em đi phim đó, một thằng cái gì quên rồi. Mấy cũng ở Sagado. Cũng vào BK á. Bên này vào BK cũng lại nghe thầy cô nó khoảng 2 lớp. Nhưng vừa rồi cũng vậy, khoảng 2 lớp. Wow, cũng hoa giờ mình để ý mới đẹp thế này. Cái này lên hình thôi rồi, quá đã luôn. Cái này anh đưa lồng nhạc và anh live stream live suốt ngày. Rồi xong lại cắt ảnh ghép ghép vào nữa. Như thế này chỉ cần anh ghép nhạc thôi là được rồi. Bỏ âm thanh đi đó. Bây giờ chỉ âm thanh anh với em đang nói này. Sau ghép nhạc vào live stream 24/24. Tha hồ. Khi nào buồn buồn lại nghe. Bật lên nghe thôi. Cái bên cái đấy hả?